Vào ngày hôm qua, 17 tháng 9, Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch của Tổng thống Barack Obama về huấn luyện và vũ trang cho lực lượng nổi dậy ôn hòa ở Syria để nâng cao khả năng chống tổ chức Hồi giáo IS. Thủ tướng Iraq Haida al-Abadi cũng đã có chung quan điểm khi cho rằng các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn hoạt động của IS cần phải được tiến hành cả ở Iraq và quốc gia láng giềng Syria. Với 273 phiếu thuận và 156 phiếu chống, kế hoạch trên đã được Hạ viện Mỹ thông qua, thể hiện sự ủng hộ đối với chiến dịch của tổng thống Obama trong việc làm suy yếu và tiêu diệt các tay súng IS cực đoan. Trong tuyên bố đầu tiên sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua, cả tổng thống Obama và chủ tịch Hạ viện John Boehner đều đánh giá cao động thái này, coi đây là bước đi quan trọng đầu tiên trong cuộc chiến chống IS. Việc triển khai kế hoạch này sẽ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Syria thông qua sự phối hợp với các nước trong khu vực. Tôi hy vọng thượng viện cũng sẽ có quyết định tương tự trong cuộc bỏ phiếu sắp tới. Nếu được cả hai viện quốc hội thông qua, kế hoạch trên sẽ cho phép lầu năm góc tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu dưới mặt đất cho các tay súng nổi dậy ở Syria trong khi quân đội mỹ sẽ không kích nhằm vào các mục tiêu của is tuy nhiên một số nghị sĩ ở cả hai đảng và lưỡng viện quốc hội mỹ lo ngại kế hoạch huấn luyện và vũ trang cho phe nổi dậy syri sẽ kéo nước mỹ can dự sâu vào một cuộc chiến tranh dài dẳng ở trung đông và gây bất lợi cho chính binh lính mỹ về sau này